rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ. Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh, liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em? Xin chào các bác ạ, mời các bác cùng thưởng thức một đoạn nhạc ạ. Để sở hữu một đôi loa, một chất âm như hay như vừa rồi, nếu mà hàng mới các bác phải bỏ ra số tiền khoảng tầm hơn 20 triệu, gần 30 triệu. Nhưng trong clip ngày hôm nay, em Hải xin trân trọng giới thiệu tới các bác 4 đôi loa thương hiệu VVK PH12 hàng bãi tuyển đẹp. Em mới về hàng, các bác chỉ bỏ ra chi phí không bằng 1/2 số tiền các bác bỏ ra đập hộp sản phẩm này các bác ạ. Thì hôm nay em về tổng cộng là 4 đôi hàng đẹp tuyển. Vừa rồi thì anh em cho ra vệ sinh, cũng là cho ra kiểm tra, nhân tiện đây thì quay review giới thiệu tới các bác một dòng loa bát chép được nhập khẩu của USA và thương hiệu loa VVK được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Thiết kế loa là bát 30 và thùng loa là thùng gỗ ván ép công nghệ 12 lớp và thùng gỗ sử dụng gỗ Bạch Dương các bác. Thiết kế thùng loa là thùng cân, mặt trước là e căng 2 lớp, e căng sắt rất là dày này các bác này, dày các bác, phải tầm 2mm, và một lớp trong, lớp màng vải để bảo vệ cũng như là chống bụi, các bác có thể tháo ra vệ sinh rất là dễ dàng. Kinh điểm nhấn của loa, logo của loa VVK Professional, và đặc biệt nhất thì đối với dòng loa đời này PH12 này thì logo VVK này có thể xoay được không nhá, này xoay này đấy. Các bác để thẳng thì để logo như này, còn nếu mà treo thì có thể xoay logo sang ngang như này. VVK nước sơn sần màu đen, sơn này thì đều là có tích hợp là sơn chống nước không nhé, và lỗ thông hơi phía sau này, hai lỗ thông hơi. Quay các bác cùng xem về thông số của loa VVK model PH12 Sensitivity, độ nhạy là 98 decibel, maximum là lên tới 123 decibel, có thể pick lên 126 trên trở kháng 8 ohm. Công suất đầu vào khoảng 300W thì các bác nên sử dụng với những chiếc đẩy khoảng tầm 500W trở lên các bác nhé. Và quay các bác cùng xem về nội thất của đôi loa này thì sử dụng là một chép kèn từ neo và một bát từ thường. Bát chép được nhập khẩu của USA này các bác này. Đấy, bích từ ánh 7 màu này, nhìn nó rất là sang, giống với những đời loa của JBL đúng không bác? BIC 3818 VVK Make in USA. Cái phễu từ cũng sử dụng là nhựa carbon bác nhé, sử dụng giống với phễu của JBL 4012 ạ.
Bass sử dụng là bass từ thường coil 76 và nhện màu đen. Nhện màu đen. Đặc biệt là các bác có thể thấy là những đường keo của phần từ này. Đấy. Keo này, keo zin nguyên bản nó nhá. Nó ánh màu vàng này. Đấy, xanh vàng này. Đấy, đây này. Đấy, keo này, keo cái phần pick từ này và keo này. Đấy. Nhìn được cả phần côn trong nhá, cái côn này. Còn rất là đẹp này. Đấy, keo cổ côn này, đẹp không bác? Đẹp xuất sắc luôn, nhìn cái keo thiết kế nó là keo bôi, keo công nghệ. Nhìn rất là đều. Đấy, keo zin bác nhá. Đấy, cùng một đời keo rồi. Đấy, keo màu đen. Và mặt trước của bác thì sử dụng màng là màng vải. Màng vải gân xếp lớp, 3 lớp. Ở đây là đều dưỡng gân còn rất là đẹp luôn. Đấy, độ dính vẫn còn dính này. Các bác có thể về sử dụng luôn, không cần phải sử dụng keo dưỡng gân nhé. Khoảng tầm 2-3 năm nữa là khi nào mà khô thì các bác dùng, hãy dùng keo dưỡng gân. Và các bác có thể thấy nhìn những cái đường keo sắc nét không ạ? Rất là đều và sắc nét. Zin 100% bác nhé. Em bao zin bao xịn từ phần bát này, chép này. Đấy. Bao zin bao xịn, bát chép này. Phân tần, đấy, phân tần em nó này. Sử dụng là chở sứ này. Hai cuộn cảm đôi 4 5 tụ. Hai lớp phân tần này, một lớp là chống cho xử lý cho chép này. Đấy, cái này xử lý thêm cho chép này. Âm thanh chép nó ra rất là sáng và nó phụ cho đảm bảo cái vấn đề an toàn của chép này. Chép neo tiếng rất là sáng. Các bác vừa rồi thì nghe chất âm của đôi loa VVK này vừa rồi đấy các bác này. Em vừa kết nối đánh là một cặp loa. Đấy, đánh có một cặp thôi. Uy lực rất là mạnh và tiếng nó tiếng chép tơi, sạch, sáng. Và tiếng bass thì đánh rất là chắc chắn và mềm. Với hiện tại các bác phải bỏ ra số tiền khoảng tầm gần 30 triệu đồng để đập hộp một đôi loa VVK PH12 này. Nhưng ngày hôm nay các bác chỉ cần bỏ ra 10 triệu 500 ngàn đã sở hữu cho mình một đôi loa thương hiệu bass chép nhập khẩu của USA và thương hiệu loa VVK, một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ các bạn. Ok, và bây giờ thì em sẽ cho lên và test chất âm qua những cái bài karaoke, mời các bác cùng thưởng thức nhé. Và bây giờ thì mời các bác cùng thưởng thức một bài karaoke khóa ly biệt các bác nhé, qua sự thể hiện của em Hiếu. Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ đêm người mù.